Cuối tháng 9, 2023, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội nhất trí chủ trương thành lập quận Gia Lâm trên cơ sở nguyên trạng, diện tích tự nhiên là hơn 116 km2, quy mô dân số hơn 300.000 người và thành lập 16 phường trên cơ sở 22 xã, thị trấn của huyện Gia Lâm. Từ sau khi có chủ trương thành lập quận, thị trường nhà đất huyện Gia Lâm có nhiều động lực để phát triển. Đến thời điểm hiện tại, thị trường nhà đất huyện Gia Lâm đang ra sao? Giá bán bất động sản tại khu vực này như thế nào? Đây chắc chắn là câu hỏi đang nhận được nhiều sự quan tâm của quý khán giả của kênh Cà Phê Len TV, cũng như những nhà đầu tư đang có ý định xuống tiền tại khu vực này. Nào, còn chần chờ gì nữa? Hãy cùng chúng tôi dạo một vòng thị trường nhà đất huyện Gia Lâm để tìm hiểu nhé! Huyện Gia Lâm nằm ở cửa ngõ phía đông của thủ đô Hà Nội, là nơi tập trung nhiều đầu mối giao thông huyết mạch và được xác định là vùng kinh tế trọng điểm. Huyện Gia Lâm có vị trí địa lý như sau: phía đông giáp thị xã Thuận Thành thuộc tỉnh Bắc Ninh và huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên; phía tây giáp quận Hoàng Mai và quận Long Biên; phía nam giáp huyện Thanh Trì và huyện Văn Giang của tỉnh Hưng Yên; phía bắc giáp huyện Đông Anh và thành phố Từ Sơn, huyện Tiên Du của tỉnh Bắc Ninh. Sáng ngày 15 tháng 5, tại kỳ họp thứ 16, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 đến 2025 của thành phố Hà Nội. Theo đề án, số đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội sẽ là 518 đơn vị, giảm 61 đơn vị so với trước khi sắp xếp. Nội dung đề án cũng thể hiện, từ nay đến năm 2025, Hà Nội phấn đấu đưa huyện Đông Anh và Gia Lâm lên quận. Tại Gia Lâm, theo bản đồ quy hoạch giai đoạn 2021 đến 2030, huyện có gần 200 dự án hạ tầng đang và sẽ được đầu tư, trong đó có nhiều các công trình giao thông trọng điểm, kết nối nội bộ và khu vực lân cận. Dự kiến, huyện sẽ có tất cả 9 cây cầu vượt sông Hồng và sông Đuống. Mới đây, cầu Vĩnh Tuy 2 vừa đi vào hoạt động, góp phần kết nối với đường vành đai 2 trên cao, tạo ra trục giao thông hoàn chỉnh từ trung tâm Hà Nội tới khu vực phía Bắc và Đông Bắc thành phố. Ngoài ra, còn có các cây cầu lớn khác bắc qua sông Hồng như cầu Ngọc Hồi, cầu Mễ Sở. Cùng với đó, nhiều công trình hạ tầng giao thông tại Gia Lâm đã hoàn thiện như nút giao Cổ Linh, đường Lý Thánh Tông, đường Sông Hành và đường gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, mở ra nhiều trục giao thông xuyên suốt khu vực phía đông với các quận huyện, tỉnh thành lân cận. Trong tương lai, sẽ có nhiều tuyến đường sẽ mở qua Gia Lâm như vành đai 3.5, loạt tuyến đường liên xã Cổ Bi, Đông Dư, Bát Tràng, đường gom quốc lộ 3 trị giá 135 tỷ đồng. Hai tuyến metro kết hợp với các tuyến đường trọng điểm, các cây cầu sắp xây cũng sẽ giúp việc lưu thông giữa Gia Lâm với nội đô và các địa phương lân cận trở nên thuận tiện hơn. Bạn thấy hạ tầng kết nối tại huyện Gia Lâm như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết nhé! Phần tiếp theo của video sẽ mang đến cho bạn những thông tin nổi bật khác về thị trường bất động sản ở huyện Gia Lâm. Các bạn hãy cùng nhau xem tiếp video để biết đó là gì nhé! Theo khảo sát, khu vực phát triển của Gia Lâm chủ yếu tập trung ở thị trấn Châu Quỳ, quốc lộ 5 và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Mặt bằng giá bán đất có mức chênh lệch lớn giữa các khu vực. Hồi đầu năm 2022, trước thông tin huyện Gia Lâm lên quận, giá bất động sản tại đây đã có cơ hội nhảy múa. Cụ thể, khi đó, giá đất thuộc khu vực thị trấn Châu Quỳ có thể lên tới hơn 200 triệu đồng một mét vuông, dao động ở mức trung bình từ 80 đến 90 triệu đồng một mét vuông. Đất mặt tiền Ngô Xuân Quảng ở thị trấn Châu Quỳ trước đó mấy năm được chào bán từ 100 đến 120 triệu đồng trên mét vuông, thì đầu năm 2022 đã lên là 180 đến 220 triệu đồng một mét vuông. Đến thời điểm hiện tại, theo khảo sát trên trang nhà đất.cafelen.vn thì giá đất trung bình tại huyện Gia Lâm khoảng 76 triệu trên mét vuông. Giá đất tại đường Ngô Xuân Quảng ở thị trấn Châu Quỳ có giá 115,5 triệu trên mét vuông. Đường Cổ Bi tại thị trấn Châu Quỳ có giá 69 triệu trên mét vuông. Ở huyện Gia Lâm, tại các xã Đa Tốn, Kiêu Kỵ gần với siêu dự án Vinhomes Ocean Park, giá chào bán đang ở mức 55 đến 65 triệu đồng trên mét vuông. Nhiều khu vực đất mặt đường lớn có lợi thế kinh doanh tại xã Cổ Bi đang chào bán ở mức 85 đến 100 triệu đồng trên mét vuông. Còn tại xã Dương Xá, giá đất dao động từ 40 đến 55 triệu đồng trên mét vuông. Ở xã Đa Tốn, giá đất nằm quanh mốc 50 triệu đồng trên mét vuông. Về thị trường cho thuê ở huyện Gia Lâm có đa dạng loại hình, phân khúc. Cụ thể, theo khảo sát trên trang nhà đất.cafelen.vn thì với thị trường căn hộ cho thuê tại huyện Gia Lâm, chỉ cần tài chính từ 5 đến 10 triệu đồng trên tháng, bạn hoàn toàn có thể thuê được các căn hộ thuộc các chung cư trung cấp. Cụ thể, tại dự án Vinhomes Ocean Park
với 6 triệu đồng trên tháng, bạn có thể thuê căn hộ 1 phòng ngủ rộng 30m2, hay 8,5 triệu một tháng với căn 2 phòng ngủ rộng 73m2. Còn mặt bằng cho thuê tại huyện Gia Lâm có giá thuê từ 10 đến 50 triệu 1m2. Cụ thể, với mặt bằng rộng 87m2 tại dự án Vinhome Ocean Park có giá thuê 30 triệu một tháng. Đối với loại hình nhà riêng, nhà thuê trung bình tại huyện Gia Lâm từ 3 đến 12 triệu một tháng. Còn nếu thuê phòng trọ, bạn sẽ phải bỏ ra từ 2,5 đến 6 triệu một tháng. Bạn thấy mức giá trên như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết nhé! Có thể thấy, những khu vực được quan tâm nhiều nhất trên thị trường bất động sản Gia Lâm đều đang nằm cạnh ở các dự án lớn. Chẳng hạn như Châu Quỳ, thị trấn này được hưởng lợi nhờ sự có mặt của các dự án lớn như Vinhomes Ocean Park, Euro Window Twin Parks. Cụ thể các dự án đó trông ra sao? Các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé! Tính đến lúc này, dự án có quy mô khủng nhất tại huyện Gia Lâm là Vinhome Ocean Park. Dự án này có quy mô lên đến 420 ha, trong đó diện tích dành cho cây xanh, công viên mặt nước khoảng 117 ha. Dự án này nằm cạnh đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và tọa lạc trên địa phận các xã Đa Tốn, Kiêu Kỵ, Dương Xá và một phần thị trấn Châu Quỳ, huyện Gia Lâm. Dự án Vinhome Ocean Park có tổng vốn đầu tư hơn 87.000 tỷ đồng, được chia làm hai phân khu là cao tầng và thấp tầng. Trong đó, phân khu cao tầng gồm 66 tòa có chiều cao 23 đến 26 tầng, cung ứng ra thị trường hơn 39.000 căn hộ. Còn tại phân khu thấp tầng gồm các sản phẩm biệt thự và shophouse, phân khu này cung ứng hơn 2.300 căn biệt thự và shophouse. Theo khảo sát trên trang nhà đất.cafelen.vn, giá bán căn hộ tại dự án Vinhome Ocean Park dao động từ 32 đến 55 triệu 1m2. Cụ thể, tại phân khu The Zurich, căn hộ có diện tích 74m2, 2 phòng ngủ, có giá bán 3,7 tỷ đồng, tương đương khoảng 50 triệu trên mét vuông. Hay căn biệt thự Song Lập Sao Biển với diện tích 235 m2 có giá 19,5 tỷ đồng, tương đương gần 83 triệu trên mét vuông. Nằm bên trong khu đô thị Vinhome Ocean Park là dự án Mastery Waterfront. Đây là dự án Mastery Homes triển khai. Mastery Waterfront được triển khai trên khu đất gần 3,8 ha, quy mô xây dựng dự án gồm 6 block với khoảng 3.800 căn hộ. Theo khảo sát trên trang nhà đất.cafelen.vn, giá bán căn hộ tại dự án Mastery Waterfront dao động từ 50 đến 68 triệu trên mét vuông. Cụ thể, căn hộ có diện tích 62 mét vuông có giá 3,3 tỷ đồng, tương đương 53 triệu trên mét vuông. Nằm cách dự án Vinhome Ocean Park khoảng 500 mét là dự án Euro Window Twin Parks do Euro Window Holding triển khai. Dự án này có quy mô 9,6 ha, tọa lạc tại thị trấn Châu Quỳ, huyện Gia Lâm. Euro Window Twin Parks có các sản phẩm như biệt thự có 96 lô, thiết kế 3 tầng, liền kề có 275 lô, thiết kế 5 tầng. Theo khảo sát trên trang nhà đất.cafelen.vn thì dự án Euro Window Twin Parks đang có giá giao dịch từ 130 đến 200 triệu trên mét vuông. Cụ thể, với căn liền kề có diện tích 75 m2 đang có giá rao bán từ 10 tỷ đồng, tương đương 134 triệu trên mét vuông. Hay căn biệt thự có diện tích 192 m2 có giá bán 34 tỷ, tương đương 161,4 triệu trên mét vuông. Bạn thấy quy mô và giá bán của các dự án trên như thế nào, có tương xứng với giá trị thực tế? Và nếu có nhu cầu mua bất động sản để đầu tư và an cư tại huyện Gia Lâm, thì bạn sẽ lựa chọn dự án hay khu vực nào để xuống tiền? Hãy để lại ý kiến của bạn ở dưới phần bình luận để mọi người cùng biết nhé! Nếu bạn đang quan tâm một khu vực hay một dự án khác, đừng ngần ngại comment vào bên dưới video tên khu vực hay dự án. Chúng tôi sẽ khảo sát và thực hiện review dự án đó theo yêu cầu của bạn trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, các bạn đừng quên nhấn like, share và ấn nút đăng ký kênh để theo dõi những thông tin nổi bật về thị trường bất động sản nhé!